បាទទូរទស្សន៍សេចក្តីជូនជាទីមេត្រីពិតណាស់រហូតមកដល់ពេលនេះគឺកិច្ចប្រជុំកម្ពូលណាតូដែលធ្វើឡើងនៅម៉ាឌ្រីដប្រទេសស្ប៉ាញគឺបានបញ្ចប់ទៅហើយបន្ទាប់ពីកិច្ចប្រជុំនេះបានចាប់ផ្ដើមតាំងពីថ្ងៃទី 8 មកហើយមកបញ្ចប់នៅថ្ងៃទី 30ខែមិថុនាក្នុងនោះគឺកិច្ចប្រជុំកម្ពូលធ្វើឡើងពីថ្ងៃទី 20 ឆ្នាំ 9 មកតែទទួលបានលទ្ធផលសំខាន់ៗអ្វីខ្លះយើងមានការចូលរួមបន្ថែមពីអ្នកតាមដានព្រឹ
cùng cổng phụ tại một đoàn tổ tụ bán lợi tập hồ đại bà đoàn xâm khăn lưu chấm nọ cho vầy khá là bạn. Bà ở cả bánh chọc cái bí chung rồi bỏ mê đất nôm xâm phôn dụ thị NATO nơi tháng ngày cả bí tháng ngày bỏ hòm xâm anh nơi trong địa cổng Madrid và tế Spain ní. Cứ miền cả bà đoàn xâm khăn từ lưu bà nhà cả bằng rừng sản xuất cả bằng cân cân chọc thạp bí cá. Nâng vị thị nà cả trả lời tốt từ nâng cả cầm riêng cầm hay bí bà tế Rússi nâng bí bà tế chân. Nóng lúc lúc Biden bàn lực làng thà រយៈកាលចុងក្រោយនៃកិច្ចប្រជុំរបស់សម្ព័ន្ធយោធាណាតូគឺបានចេញសេចក្តីព្រៀងបេសកកម្មថ្មីរបស់ខ្លួនកាលពីដល់ពីឆ្នាំមុនប៉ុន្តែឥឡូវនេះគឺសេចក្តីព្រៀងនោះបានខ្លាយទៅជាទស្សនៈទានយុទ្ធសាស្ត្ររបស់សម្ព័ន្ធយោធាណាតូលោកបញ្ជាក់ថានៅក្នុងសេចក្តីព្រៀងនោះគឺមិនបានដាក់ប្រទេសបានដាក់ប្រទេសរុស្ស៊ីថាជាដៃគូយុទ្ធសាស្ត្រមិនបានលើកឡើងអំពីបញ្ហាចិនទេ ឥឡូវនេះពិភពលោកបានផ្លាស់ប្តូរហើយគឺផ្លាស់ប្តូរខ្លាំងចាប់តាំងពីពេលនោះមកណាតូក៏កំពុងផ្លាស់ប្តូរដូចគ្នានៅក្នុងកិច្ចប្រជុំលើកនេះជាលើកចុងក្រោយនេះគឺយើងបានគៀកគរសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់យើងពង្រឹងបន្ថែមដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងការគម្រាមកំហែងដោយផ្ទាល់ពីប្រទេសរុស្ស៊ីចំពោះអឺរ៉ុបនិងការគម្រាមកំហែងឬក៏បញ្ហាប្រឈមជាប្រព័ន្ធដែលបង្កឡើងដោយប្រទេសចិនសម្រាប់ពិភពលោកដូច្នេះសម្រាប់ធ្នាប
thêm tiết nơi khả nông xâm phần này đảm bây bằng rừng vì sai cả phía rồi bỏ khốn nó cứ khả nông nó cứ bởi thế phẳng lõng lên bởi thế xôi ai lúc Biden có bàn lực lãng bạp chùm ọt đó lúc Putin đã thả dần riêng lúc Putin nơi khả nông bởi thế Ukraine bàn trăm tật phố ao NATO rừng mòm tại bản đó hay lúc Putin chẳng ao bộ dương thọ khả nế chọc sau ấy đòi sẵn khâm tha một số bài rùm rưu có vị thiên ca rùm đồng nọ sài rùm rồi bỏ xâm phần NATO ní nâng trớ bạch trà bằng tay lời ní kì chỉ ca kết khóc là bỏ lúc Putin cầm bông đồ tù bàn ở vấy đại khuôn màn chẳng bàn đại lúc xâm đại thà lúc Putin chẳng ao Finlandization of NATO mình thà chẳng ao phàng lòng nâng NATO tới chỉ phàng lòng bằng tay lời ní tới chỉ NATOization of Finland mình thà lời ní cứ phang lóng một khai chi là bỏ NATO từ mình chẳng ngại vậy đấy khi chi cả và ra chơi trong lúc có lúc ban lực lang bị câu cá sầm khăn không cá bằng rừng săn sóc nơi đồng bằng ở rộp đấy cứ thà rồi làm đấy nhưng mà cá đi mình chia cá môi là bọc luôn nơi khăn ông và bắt đầu lối đại kỳ hai thà ti mình chia cá ti pram nâng bằng thêm con cầm lăng nâng bằng thêm con vật sản thông con vật sản tôi đầu bên miền thì hiện bay pon nhé, nâng bục lực yếu thì pi pon nhé tiết nơi nông bờ tây romani, đây là từ ngọn này cứ sai từ lơ ca rum hạ ca cái này nâng ca chậm nay cần chấp thái bị ca tham ấy mà nông cần chấp thái bị ca rồi bảo sầm pon yếu thì na tố đây tập đoạt sầm khăn mình trâm tại tụ rusi tế cứ mình trâm tại tụ rusi nơi bên tế cứ tụ bờ tây chân tiền hai ở vây đại dịch đây bảo ram mũi tiết sầm pon yếu thì na tố này cứ phía phía đại cụ dân đất xa xí châm rơi rồi viên chân nâng rủ xí ní có bằng hai nhóm phì ca phụ bà rộng thamay xâm rạp ở rộp tầng môn phong đại bà Chỉ rùm ca phì cạch phía chôm chi vầm bớt kế bàn mưu khơi thà kháng rủ xí đối chỉ riêng xung ngạt ẩn mênh bọt tạm ảy tìa ở lời ní chôn mọt đo cạch phía chôm NATO chọn ai lúc lùm ẩt mình tách đáng bọt tạm rồi bỏ chân nâng bọt tạm rồi bỏ rủ xí vì bọt thà cạch phía chôm thằng ní sốt sang tay phát đọt xâm khăn tơ lơ bọt tỉ tạm phí nha anh bà và ở lúc Putin miền bắc cam tại tuổi thế đời lúc lực lang tha để Rusi cứ mình miền bắc hà vậy thông đông bẹ pon từ nâng ca bằng địch luôn là bỏ sầm quan yêu thiên hạ tàu tê kể mỗi khi vấn đề phẳng lóng lên phương ai đi mình miền bắc nhà hà cho mùa Rusi đôi chi vấn đề Ukraine tê đời lúc còn từ lực lang tha nửa pê là miền ca đã bằng địch còn cầm lăng thay nếu bên na ca bằng ca chỉ hệ thống rạch nào sầm quan được vào bù lạt than yếu thi nơi khả năng bờ tây phẳng lắng bên đó cứ rủ xí đừng chạy top
Từ vậy để luôn chặt tục thai chỉ cả cầm riêng cầm hái đào sản phẩm của luôn chẳng lúc vừa tin cứ ban đăng bà hai tay từ miền ca lọ lơi cả lọ màu đá hai coi chỉ cả chấm ọ tam giác cà vi bà ha sản thoa bây giờ pe chỉ tràn thay ngay tiếng thai từng giúp một lượt thì hội cài cả lọ màu này coi chỉ xa môi mình chun và gặp khang ở rốt thá tôi bây phần răng bàn này cái đói không răng bàn bàn này cái đói rusi nâng từ tôi ban ở vậy đây chỉ pen ca យោធារបស់ខ្លួនឬក៏ផែនការនៃប្រតិបត្តិការសឹករបស់ខ្លួននៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែននេះនៅឡាយប្រទេសចិនវិញគឺខាងបេសកកម្មតំបន់អឺរ៉ុបរបស់ចិនបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយដោយបង្ច្រានចោលទាំងស្រុងឬក៏ប្រឆាំងដាច់ខាតចំពោះសេចក្តីថ្លែងការណ៍និងការធ្វើអត្ថាធិប្បាយនានានៅក្នុងកិច្ចប្រជុំកម្ពុជាសម្ព័ន្ធយោធា NATO នៅក្នុងប្រទេសអេស្ប៉ាញកាលពីថ្ងៃពុធនេះដោយក្នុងនោះគឺបានលើកឡើងថាជាសំណួរថាតើនរណាខ្លះជាអ្នកបំផ្លាញឬក៏អ្នកធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ស្ថិរភាពពិភពលោកជាអ្នកបំផ្លាញដល់សន្តិភាពពិភពលោកតើសង្គ្រាមនិងចំនួនកន្លែងណាខ្លះដែលគ្មានវត្តមានយោធារបស់ NATO ចូលរួមហេតុអ្វីបានជាការលើកឡើងដាក់កំហុសអំពីការគម្រាមកំហែងរបស់ចិនទៅលើសន្តិសុខឬក៏សណ្ដាប់ធ្នាប់របស់ពិភពលោកគឺចិនប្រឆាំងដាច់ខាតរាល់អ្វីដែលកើតឡើងប៉ះពាល់ដល់ផលប្រយោជន៍របស់ចិនចិនត្រូវតែតតាំងដល់ទីបំផុតมันអាចមាននរណាម្នាក់ឬក៏ប្រទេសណាមួយឬក្រុមប្រទេសមកក្តាប់តូចណាមួយជាឯកតោភាគីឬក៏ជាឯកតោភាគីមកបំផ្លិចបំផ្លាញផលប្រយោជន៍របស់ចិនបានទេចិននៅតែប្រកាន់អំពីដំណោះស្រាយឬក៏គោលជំហរពហុភាគីតាំងពីដើមរហូតដល់ឥឡូវនឹងមិនអនុញ្ញាតឲ្យប្រទេសឬក៏ក្រុមប្រទេសណាមួយមកបំផ្លិចបំផ្លាញឬក៏មកធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ផលប្រយោជន៍ចិននោះបានឡើយបាទសូមអរគុណលោករីណាយើងនៅបន្តតាមដានបន្តទៀតពិសេសគឺអំពីការអនុវត្តពីបណ្ដាប្រទេសលោកខាងលិចដែលកំពុងតែព្យាយាមប្រជែងជាមួយនឹងរុស្ស៊ីនិងជាមួយចិននេះអរគុណជម្រាបលាបាទបាទអរគុណ